mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tâm sự của Thiên Thần. Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật thường nhắc nhở vào các ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 24, 28, 29, 30, nhân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ. Vì những ngày này có Thiên Thần đi thị sát, đại khái là ngày mồng 1, 15 thì Tứ Thiên Dương đi tuần, ngày 14, 28 thì Thái Tử đi tuần, còn các ngày kia thì Thiên Tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện, ăn chay vào những ngày Thiên Thần thị sát này, thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa, tăng nhiều phúc báo. Dù chúng ta không biết nhiều về các Thiên Thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm vụ riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật. Ông giữ giới nghiêm minh, đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần. Mỗi câu kể đều là lời chân thật, bất giọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt, nỗ lực điều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng. Hôm qua là ngày vía Bồ Tát Đại Thế Chí. Tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình bảo: "Tôi là Thiên Tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau cùng uống rượu vui đùa. Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả? Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen, trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh sa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng, chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải, cuối cùng thành ra bị chết trong tà dâm ái dục." Thiên Tướng nói đến đây thì mặt buồn xo, ông cúi đầu thở dài, lộ vẻ rất xót xa. Tôi hỏi: "Chúng quỷ ngông cuồng như thế, vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ?" Ông nói: "Chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, dãy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi. Nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả, dâm tâm tà dục quá lớn, chẳng chịu nghe lời ai khuyên, xem như tự đâm đầu vào chỗ chết. Bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loại quỷ hấp tinh tìm đến phục sẵn phía sau. Đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoang thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí, làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt chán đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo, suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đãi no nê. Sáng ra khi họ tỉnh dậy cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau. Một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn. Lời người dịch. Dịch mấy câu chuyện trên xong, tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra, chỉ mong có thể góp phần cảnh báo, nhắc nhở bạn nên sống thanh khiết. Loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng, bạn có quyền tin hoặc không, nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất có ích cho mình.